10 tháng để chống chọi với mùa dịch này. Nguyên liệu của Quốc Thảo gồm có cam, đường. Ở đây Quốc Thảo chọn đường nâu, ở nhà chúng mình có thể dùng đường trắng. Nước. Sau đây chúng mình cùng nhau thực hiện nhé. Bước đầu tiên, Quốc Thảo sẽ dùng ra các quả cam. Cam ở nhà chúng mình có thể cho thêm đá để uống cho nó mát nhé.